Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm bình hoa huệ trắng để bàn thờ ngày Tết. Ở đây thì mình sẽ dùng hai loại huệ nha các bạn, huệ hương và huệ nút. Đây các bạn ạ, mình sẽ chia sẻ thêm cái loại huệ nút này cho các bạn xem nha. Nó khác với huệ trâu nha các bạn. Đây, cái huệ này gọi là huệ nút ha. Nó ú ú như vậy nè. Đó, còn huệ trâu thì cái này nó sẽ dài hơn nha. Huệ trâu thì cái búp này nè nó sẽ dài hơn. Đây là huệ nút ha. Rồi, và huệ hương. Đây là huệ hương nè. Huệ hương thường thường là người ta hay cắm cái huệ này là thơm nhất luôn nha các bạn. Đêm nữa này mình sẽ dùng hai loại huệ vì gần Tết rồi chợ chưa có lấy nhiều hoa về bán á, nên cũng chưa có hoa nhiều lắm. Đây có một con sâu nè, các bạn nào sợ sâu không? Bắt sâu luôn. Rồi đầu tiên thì cái bình hoa này mình cắm đầy đĩa nha các bạn. Các bạn có thể cắm bình mà bình dạng thấp thôi cũng được, hoặc là bình cao tùy sở thích nha. Ở đây mình sẽ cắm đĩa. Mình sẽ cắt cái cành hoa huệ ra nè. Đây, các bạn chọn cho mình một cái cành huệ thẳng ha. Cái đầu này hơi cong một xíu đi cũng được, không sao cả. Rồi các bạn cắm cho mình ha. Đây, mình đã cắt và đo nè. Thì ở đây cái đồ này nó hơi cong một tí thì mình sẽ bỏ bớt cái cong đi. Chúng ta cắm ngay ở giữa nha các bạn. Cắm gần phía sau cái cục mút. Cắm sâu xuống nha, để cái hoa huệ chúng ta nó được cứng. Rồi cái cành thứ hai thì các bạn chọn cho mình hai cái cành là nó có hơi độ cong cũng được. Chúng ta cắm ngay hôm sau nó sẽ cong nha. Rồi chúng ta đo cái phần đĩa. Đây phần đĩa của chúng ta nè. Và chúng ta cắt. Đây các bạn, đừng cắt dài quá ha, cắt vừa thôi ha. Rồi sau khi cắt rồi các bạn sẽ gắm cho mình nha, gắm cái chiều cong này nè. Cái chiều cong này nè các bạn, nó lên trên. Ngay ở giữa cục xốp nha, giữa cục xốp nè. Chúng ta cắm ngang qua luôn. Cắm thẳng nha, cắm ngang qua nè. Rồi nó sẽ có cái độ cong lên ha. Rồi bên này cũng tương tự ở bên kia, chúng ta sẽ cũng cắm như vậy luôn. Cành này của mình thì đã cho hơi thấp rồi, mình sẽ cho lên một xíu nha các bạn. Tại vì cái khúc này nè nó hơi cong xuống quá, mình phải chỉnh cho nó lên trên một xíu cho nó có cái độ bằng bên kia. Chúng ta sẽ định hình trước là cái chữ T ngược, rồi bắt đầu chúng ta mới cắm. Rồi cành hoa huệ thứ tư thì các bạn chọn nó hơi cong thôi. Hơi cong thôi chúng ta sẽ cắm nè. Cắm thì ngay cái cục xốp này thì chúng ta cắm xích ra một tí ha. Cắm xích ra trước một xíu. Rồi bên kia chúng ta cũng cắm tương tự luôn nha các bạn. Rồi cái cành thứ 6 và cành thứ 7 thì các bạn chọn cho mình hai cành hơi thẳng và chúng ta sẽ cắm nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ cắm bên tay phải trước. Các bạn cắm lùi phía sau cục xốp một xíu. Rồi hai bên các bạn cắm như nhau luôn, tương tự như nhau ha. Trong khi cắm thì các bạn nhớ chỉnh cho cái cành hoa huệ của chúng ta đó nó được như ý một xíu ha, tại vì nó những cành hoa nó hơi cong. Cành thứ 8 và cành thứ 9 thì các bạn cũng cắt ngang ngang vào cho mình nè. Rồi mình sẽ cắm nha các bạn. Mình sẽ cắm bên tay trái trước. Rồi cắm xuyên qua nha các bạn nha. Mẹ làm cái gì vậy? Mình bước theo dọc cái bông mẹ hết. Ơi, mẹ làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy mẹ? Cắm bông làm cái gì? Cắm bông hả? Rồi cái cành thứ 10 thì các bạn cắm song song cái cành hoa đầu tiên. Còn các bạn cắm xích ra làm phía cục số của chúng ta đó.
mình xoay cái bông ra đằng trước nhìn cho nó đẹp. Rồi tiếp theo thì mình sẽ dùng cái lá phát tài. Đây, cái lá phát tài này hơi dài nha các bạn. Các bạn đo vào cắm nè, cắt làm hai ha. Cắt làm hai. Rồi các bạn tỉa lá cho mình. Nhớ cắt xéo cái gốc lá nha, để chúng ta khi chúng ta cắm thì nó sẽ dễ cắm hơn. Rồi cái phần lá này nè, các bạn dùng cái kéo tỉa từ dưới luôn nha. Chỉ từ dưới nè, tỉa cho nó hơi nhỏ lại. Và cái đầu thì nó hơi nhọn nha, cắt từ từ nè. Cầm kéo kéo một cái là được nha. Rồi quay lại phía bên kia thì cũng làm y chang như vậy luôn. Đấy các bạn, cái phần nào chưa nhọn mình sẽ làm cho nó nhọn. Rồi mình sẽ cắm vào luôn các bạn. Các bạn cắm nghiêng như thế này nè, đừng có cắm quay mặt ra ha. Cắm nghiêng, cắm hơi nghiêng để cho chúng ta thấy cái lá chúng ta nó nhỏ ha. Tiếp theo thì các bạn cũng cắm, các bạn cắm xen kẽ giùm mình nha. Cắm xen kẽ bằng những cái kẹp lá nè. Chúng ta cắm phía đằng sau nha các bạn. Ở cái bình này thì chúng ta sẽ cắm cái lá phát tài thấp hơn cái hoa huệ. Những cái phần gốc như này nè các bạn sẽ rất là dễ cắm ha. Những cái bạn nào mà chưa định hình được lá thì chúng ta có thể dùng cái phần gốc. Ở phần gốc thì chúng ta cũng dùng dao chúng ta cắt bớt nha các bạn nha. Tại vì cái phần gốc chỗ này nó hơi bự, nó sẽ hư cái lá của chúng ta nha. Lá có càng độ cong càng tốt nha các bạn, càng uốn lá vô càng tốt. Để chúng ta cắm nhìn nó sẽ tự nhiên hơn, không nó không có bị cứng bình quá. Cái phần phía sau đó thì các bạn nên cắt những cái lá gốc ở dưới này nè. Chúng ta đệm. Đây chúng ta sẽ đệm hai bên nha các bạn. Đệm hai bên cho nó hơi na ná giống nhau. Các bạn cắt những cái lá hơi nhỏ lại và ngắn lại để chúng ta đệm đằng trước nha. Tránh cho chị che bớt cái hoa của chúng ta nè. Chúng ta đệm xen kẽ vào đây nè ha. Mình cắt hơi dài, mình sẽ cắt ngắn lại bớt xíu. Rồi tiếp theo thì những cái kẹp lá này nè, những cái chỗ này, cái bông huệ của chúng ta lúc nãy những cái gốc đó còn dư những cái bông này nè, thì các bạn cắt, các bạn đệm vào, đệm vào nha các bạn. Thì ở đây các bạn cũng dùng dao và cắt gọt bớt cái gốc đi để cho nó đỡ, cái to quá nó nhiều khi nó sẽ gãy đi mình ha.
cho cái đệm xen kẽ vào nha các bạn. Còn cái phần chống cục xốp này nè thì mình sẽ dùng lá cọ nha. Ở đây mình dùng lá cọ giả nha các bạn. Bạn cắm vào. Chúng ta cắm để chúng ta che cục cục mút đi ha. Cái cọ giả này thì khi cắm xong rồi các bạn sẽ tự uống theo cái chiều của cái bình của chúng ta được nha. Mình sẽ dùng thêm vài lá trúc gốm để chúng ta đệm chân nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ dùng nước xịt để cho hoa được tươi lâu. Vậy là bình hoa huệ chúng ta đến đây đã hết rồi. Chào các bạn, chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.